trở lại với chương trình Nói chuyện cải lương cùng Linh Huyền vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh Linh Huyền Media. Quý vị thân mến, như lần trước chúng ta đã trao đổi với nhau thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ôn lại những đoàn hát và những vở tuồng từ thời kỳ cải lương ra đời cho tới nay. Giả sử chúng ta cho rằng là cái lời của cụ Vương Hồng Sởn cho rằng cải lương ra đời vào cuối năm 1922, thì bây giờ chúng ta sẽ điểm lại từ cuối năm 1922 cho tới năm 1939. Tại sao Linh Huyền dừng lại ở cái mốc 1939? Là bởi vì là trong cái thời gian thế giới biến loạn với chiến tranh thế giới thứ hai, thì bắt đầu từ năm 39 và kết thúc năm 45. Cho đó thì tình hình ở trong nước cũng ảnh hưởng không kém. Cho nên là chúng ta thử dừng lại ở cái cột mốc là từ 22 tới 39. Thì sẽ điểm lại tất cả những cái đoàn, các ban hát và những cái vở tuồng của lịch sử cải lương thời bấy giờ. Thì theo quý vị cũng đã theo dõi Linh Huyền những cái lần nói chuyện trước, thì trong cái giai đoạn mà từ năm 1922, tất cả các ban hát từ Vĩnh Long, Long Xuyên, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sài Gòn, thì chúng ta cùng điểm lại thì có những cái đoàn hát như sau. Đoàn hát của thầy Năm Tú, thầy An Rê Thận, rồi là ông Hai Cu, rồi cô Ba Diện, rồi ở Sóc Trăng thì có đoàn của thầy Thuốc Minh, rồi là ở Chợ Lớn có đoàn Tân Thinh. Thì tất cả những cái ban hát trong giai đoạn này á, toàn nữ ban nè, rồi là nam đồng ban, nữ đồng ban nè, rồi là toàn nước nam nè, rồi văn hí ban, võ hí ban, rồi có đoàn Phụng Hảo, đoàn Phước Cương. Thì giai đoạn này là giai đoạn sơ khai của cải lương, cho nên là những cái tích tuồng cải lương cũng được dựa trên những cái điển tích văn chương, thơ ca, rồi những cái câu chuyện mà về cổ tích của Việt Nam, ví dụ như là Thạch Sanh Lý Thông, rồi là vương thơ thì có Vương Thúy Kiều, Lục Vân Tiên đó. Thì những cái vở tuồng lúc bấy giờ rất là tiếng tăm, đó là của Trang Châu, Mộng Hồ Điệp nè, Kim Vân Kiều nè, Phát Việt Nhất Gia nè, Kim Thạch Kỳ Duyên, Bàn Quý Phi, Phụng Nghi Đình, đến Thác cũng còn Vương Tơ. 1939 tới năm 1954, thì tại sao mình lại lấy cái mốc là từ 39 tới 54? Thì theo quý vị đọc tình hình lịch sử của Việt Nam thì quý vị cũng thấy là năm 1931, 1932 là Việt Nam khủng hoảng kinh tế, rồi là năm 1939 là bắt đầu Thế chiến thứ hai, thì là 42 là quân Nhật đã đổ vào Sài Gòn, rồi năm 43 là Nhật bắt đầu đảo chánh Pháp, rồi là năm 45 là coi như là nổi dậy khắp nơi, làng mạc quê hương Việt Nam bị đốt phá các thứ. Thì người dân sống cuộc đời loạn ly rồi chạy loạn. Như những cái bài mà chúng ta cũng hay thấy, có những cái bài mà nói về cái cảnh chạy loạn rồi này nọ, cũng cải lương thổi cái hơi hóm đó vào. Thì tới năm 1954 là bắt đầu chia đôi đất nước. Đó, cho nên là cái tình hình mà từ năm 31 dài cho tới năm 1954 là cái giai đoạn lịch sử đau thương của người dân Việt Nam. Cho nên là khi mà mình nhìn cái tấm gương phản chiếu, bởi vì nghệ thuật là tấm gương phản chiếu của xã hội, cho nên trong thời kỳ này là cải lương cũng mang một cái hơi hóm rất là buồn, nói về những cái cuộc ly loạn rồi các thứ. Nhưng mà cái đặc biệt là từ năm 1939 cho tới 1954 thì quý vị cũng thấy là quân Nhật vào rồi. Pháp thì không nói rồi, Pháp mình chiếm đóng là mình không nói rồi. Rồi
Đồng minh của quân Nhật thì có Ý, có Đức, có Hàn. Thì lúc đó cũng có Anh, lần lượt cũng các cái nền văn hóa của các nước đó, các nước Tây phương đó cũng bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Thì theo quý vị cũng đã thấy là lúc mà thời gian mà binh lính Pháp chiếm đóng ở ở Việt Nam á, thì các ban ban hát của mình cũng đã làm nên những cái tích tuồng mà để phục vụ cho lính Pháp. Thì khi mà sử dụng những cái tích của Việt Nam á, thì sợ rằng là với cái giọng nói của người Việt Nam thì người Tây họ không hiểu. Cho nên là các cụ của mình cũng rất là thông minh, lấy những cái tích của người Pháp để mà hát phục vụ lại bằng cái ngôn ngữ Việt. Đến Thác Còn Vương Tơ là của Alexandre Dumas. Thì cái vở đó đó là coi như là được người Tây đón chào rất là nồng nhiệt. Thì sau khi mà quân đội Hàn, Nhật, Anh đồ cũng có ở Việt Nam, thì từ đó những cái ban hát cũng đem những cái tích truyện của người Ý, người Anh, người Pháp, người Đức, người Hàn để mà thổi vào cải lương, để là bởi vì thời thời lúc bấy giờ thì cái nghệ thuật của Việt Nam chúng ta thì chỉ có hai bộ môn thôi, hát bội với lại cải lương thôi. Cho nên là những cái tích của người Tây lần dần dần du nhập và mượn cái hình thức cải lương để mà thổi cái hồn vào trong cái nghệ thuật. Thì như quý vị cũng đã thấy thì từ năm 1939 những cái tình hình biến đổi ở ở trong nước cũng 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 liên tục diễn ra như vậy. Thì năm 1948 là cái hội nghệ sĩ ái hữu tương tế được thành lập. Rồi là năm 49 là cái hội khuyến học thành lập cái ban gọi là Chấn Hưng Hát Bội, Chấn Hưng Hát Bội. Thì từ từ lúc mà thành lập cái ban Chấn Hưng này á, thì là bắt đầu là hát bội cũng là khởi xướng trở lại và hoạt động rất là mạnh. Thì nhiều cái vở tuồng của Tích Tàu được đưa vào, và song song lúc đó thì Linh Huyền tưởng tượng là cải lương và hát bội hoạt động rất là có yếu tố là gọi là giành cái thế mạnh về mình. Thì bên những cái tích hát bội thì có những cái vở như là Sang Hậu nè, rồi là Bàn Quý Phi nè, Lữ Bố Điêu Thuyền nè, rồi là Mã Ngưu Báo Phụ Cừu, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Thì từ cái hoạt động mạnh mẽ của cái ban Chấn Hưng Hát Bội này á, thì thổi thêm nhiều cái nguồn cảm hứng. Cho nên là giai đoạn lúc bấy giờ là từ năm 1949 đến đến năm 52 á, là các đoàn cải lương ra đời nhưng mà hát theo thể loại lúc bấy giờ là quý vị thấy cái hơi hướng của cái hồ quảng, cải lương hồ quảng là hình thành và nhen nhúm ra đời từ lúc này, tức là từ năm 49 đến 1952. Thì trong giai đoạn này thì nhiều đoàn cải lương mà hát chuyên tuồng cái thể loại hồ quảng, thì trong đó có đoàn của Bầu Thắng ở Đình Cầu Quan, rồi là Minh Tơ, rồi Quỳnh Long. Nói tóm lại là từ năm 1939 cho tới năm 1960, tuy rằng là đất nước trong cảnh mà ly loạn chiến tranh các thứ, nhưng mà cải lương vẫn phát triển rất là mạnh. Thì chúng ta không thể kể hết được những cái tên mà các đoàn cải lương trong thời kỳ này, nhưng mà như quý vị cũng đã thấy thì là trước mặt của Linh Huyền là Linh Huyền có trình bày cùng với quý vị, đây là chỉ là một cái số gọi là đơn cử thôi, chứ không có hết được một cái ví dụ đơn cử. Cho nên chúng ta có thể điểm lại là từ năm 1939 cho tới năm 1960 á, thì ngoài các ban hát mà trước đây chúng ta kể ở cái thời kỳ đầu của trước 39 rồi á, thì tới đây thì quý vị thấy rất là nhiều các đoàn ra đời. Ví dụ như là Minh Chí Diệt Hùng nè,
rồi là Mai Hoa nè, rồi là Hữu Tân nè, Kim Chưởng Thanh Hương nè, Ngọc Kiều nè, Hoa Sen nè, Bảy Cao nè, nhạc kịch Năm Châu nè, rồi Kim Chưởng nè, Hoài Dung, Hoài Mỹ nè. Rồi ngoài ra thì còn có những cái hãng đĩa thời kỳ này phát triển rất là mạnh, như hãng đĩa Asia của cái hãng Continental nữa. Trong những cái đoàn hát mà Linh Huyền vừa nói á, thì nó cũng tỷ lệ thuận với những cái tuồng tích cải lương, là bắt đầu là trở nên rất là phong phú và đa dạng. Đó, ví dụ như là cái tình hình mà chiến tranh loạn ly, cho nên là quý vị cũng thấy là các cụ đã thổi cái hơi hớm để mà phản ánh xã hội vào trong cái loại hình nghệ thuật cải lương. Ví dụ như loạn ly thì chúng ta có những cái tuồng như là Cánh Hoa Mùa Ly Loạn nè, rồi Nửa Mảnh Tim nè, rồi Chiến Tuyến Nở Mộng Tình nè, rồi là Tìm Lại Tình Thương, rồi là những cái vở mà nói về Nhật thì có cái vở như là Kiếm Mộng Phù Tang nè, rồi những cái vở của Ai Cập, rồi Dưới Chân Thần Vệ Nữ, rồi là những cái tuồng của Hàn là có Bữa Tiệc Đầu Người nè, rồi Hồn Ma nè, những cái tuồng mà của Thái thì có Đường Lên Xứ Thái. Nói chung là rất là phong phú và đa dạng những sắc màu văn hóa được cải lương lột tả. Chúng ta có thể là tưởng tượng với cái những cái ban hát trước đó, rồi cộng thêm với những cái đoàn mà trong cái thời kỳ này, thì Linh Huyền nghĩ là chắc không dưới 100 đoàn. Thì trước năm 1975 thì chúng ta thấy tất cả các ban hát được thành lập một cách tư nhân, không có ai quản lý hết. Nhưng mà sau 75 thì do cơ chế chúng ta thay đổi, cho nên là các đoàn hát cũng bắt đầu thay đổi, tức là phải có cái sự lãnh đạo của một cái đại diện pháp luật để mà lãnh đạo các đoàn cải lương. Thì sau năm 1975 thì quý vị thấy các đoàn nhà nước cũng lần lượt ra đời. Thì đơn cử như là ở Sài Gòn thì chúng ta có đoàn Trần Hữu Trang, thì là Trần Hữu Trang 1, Trần Hữu Trang 2, Trần Hữu Trang 3. Sài Gòn thì Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3. Rồi là Phước Chung, rồi Hương Mùa Thu, rồi là 284, rồi là Văn Công, rồi Trung Hiếu, Thanh Thanh Nga, rồi nhiều lắm. Còn nói về các tỉnh thành thì quý vị cứ tưởng tượng là mỗi tỉnh thành, Linh Huyền tưởng tượng là ít nhất là một đoàn hát thôi. Thì với 63 tỉnh thành như vậy á, thời đó là chắc cũng 45 tỉnh thành, sau này mới 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 đổi thành 63, 65 tỉnh thành. Thì quý vị có thể tưởng tượng là mỗi một tỉnh như vậy chúng ta có ít nhất là một đoàn và nhiều nhất là ba đoàn đi, thì quý vị sẽ thấy cái con số dao động nó sẽ là từ 100 tới 200 đoàn hát, chứ không phải là ít. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trò chuyện và ôn lại cái giai đoạn phát triển của cải lương từ khi thành lập cho tới sau năm 1975. Thì Linh Huyền xin hẹn lại lần sau chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn lại lần sau.